Hello everyone, hôm nay chúng ta sang chương trình tiếng Anh lớp 8 nha. Chúng ta sẽ học Unit 9 nè, Unit 9, A First Aid Course, một trường hợp, một cái gì, một khóa học sơ cứu. Nhà bài này sẽ nói về vấn đề bị bên là cấp cứu đấy, sơ cứu bệnh nhân trước khi đưa bệnh viện đấy. Một nè, Victim. Victim nhấn âm đầu, victim là nạn nhân, nosebleed, nosebleed là chảy máu mũi, revive cái này giống như nước giải khát đấy đúng không, revive là xem lại, tỉnh táo lại gì đó, bee sting vết ong đốt, shock là cơn sốc, bị sốc đó, emergency nhấn âm hai nha. Emergency là tình trạng khẩn cấp, tình trạng cấp cứu. Overheat nhấn âm ba, overheat quá nóng. Ambulance rồi là xe cứu thương. Blanket nhấn âm đầu, cái chăn, cái mền. Calm down là bình tĩnh lại, bình tĩnh ha. Phone up là ngã xuống, té xuống. Alcohol là rượu, cồn. Hit là đụng, đánh. Minimize là giảm đến mức tối thiểu. Min đấy, viết tắt là min đấy, cực tiểu đấy. Conscious nhấn âm đầu, tính từ, tỉnh táo. Tissue nhấn âm đầu ha. Tissue thì đúng hơn. Tissue mô. Bleed là chảy máu. Blood là máu đấy. Top là cái vòi nước. Handkerchief khăn tay. Pack là cái túi. Wound là vết thương. Wound. Steroid vô trùng. Tight là chặt. Cheer up làm cho vui. Lane là con đường, làn đường, đường nhỏ, ngõ. Chúng ta sang từ tiếp theo. Trời ơi, lật cũng khó nữa nè. Rồi chúng ta có từ lie nằm, lie flat nằm duỗi thẳng. First aid là sơ cứu. Ease là động từ, làm giảm. Fall asleep ngủ quên, ngủ. Anxiety nhân âm hai, anxiety mối lo lắng cái gì đấy. Awake nhân âm hai, thức giấc, tỉnh giấc. Inform nhân âm hai, inform thông báo. Condition nhân âm hai, condition điều kiện. Schedule kế hoạch, giống thật khoa biểu. Injured bị thương. Burn chỗ bỏng, vết bỏng, bị bỏng. Bandit là băng cá nhân, cái băng gạc đó. Injection nhân âm hai, injection là mũi tiêm. Stretcher cái cáng. Crutch cái nạng. Wheelchair xe đẩy. Scale cái cân. Eye chart là bảng đo thị lực của mắt đó. Faint ngất xỉu. Faint. Elevate nâng cao lên, nâng lên ha. Rồi đây là từ vựng, 44 từ vựng của bài số 9. Chúng ta ngữ pháp của bài số 9 chúng ta sẽ tập trung vào thì tương lai đơn. Thứ nhất là thì tương lai đơn, the simple future. Thì tương lai đơn thì diễn tả một cái hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Sẽ xảy ra trong tương lai đấy. Cấu trúc câu khẳng định, chỗ sẽ là chủ ngữ cộng will hoặc là shall cộng với động từ nguyên mẫu. I will go to the zoo tomorrow. Tôi sẽ đi sở thú vào ngày mai này. Câu phủ định chúng ta phải mượn not để đằng sau will shall và cộng với động từ nguyên mẫu. Will not sẽ viết tắt là won't, shall not là shan't. Rồi ví dụ này, I won't go to the zoo tomorrow. Tôi sẽ không đi tới sở thú vào ngày mai. Câu nghi vấn này, chúng ta đưa will hoặc shall ra đầu câu. Will you go to the zoo tomorrow? Bạn sẽ đi sở thú vào ngày mai chứ? Câu này có hai cách trả lời là yes, no. Yes, I will. No, I won't.
ok. Rồi, cái dấu hiệu của thì tương lai đơn ấy, dấu hiệu của thì tương lai đơn thì các bạn lưu ý trong câu sẽ có từ tomorrow, ngày mai, next week, next month, next year. Next này nè. Là ngày ngày tuần tới, tháng tới, năm tới. In the future, in cộng năm trong tương lai nha. Rồi this summer, vân vân. Rồi, cái phần ngữ pháp thứ hai trong cái bài này và quan trọng nhất trong cái bài này luôn, đó là cụm từ chỉ mục đích và mệnh đề chỉ mục đích. Rẽ xích là để mà. Cụm từ chỉ mục đích là như thế này. Chúng ta sẽ có to infinity, in order to cộng infinity, hoặc là so as to cộng infinity, sẽ dịch là để mà. Ví dụ như I study English, tôi học tiếng Anh. Chúng ta có ba cách này: to communicate with foreigner, để mà giao tiếp với người nước ngoài. Cách thứ hai, in order to communicate with foreigner, để mà giao tiếp với người nước ngoài. Cách thứ ba, so as to communicate with foreigner, để mà giao tiếp với người nước ngoài. Nếu mà phủ định, chúng ta sẽ để phủ định, để not ở đâu? Not trước to. Đây, I studying it not to communicate with foreigner. Nếu mà có not sẽ để not trước những cái từ to nhá. In order not to, so as not to, nhớ chưa? Rồi, đây là cụm từ chỉ mục đích. Ngoài cụm từ chỉ mục đích, chúng ta phải học mệnh đề chỉ mục đích để chuyển giữa hai cái loại với nhau. Mệnh đề chỉ mục đích thì chúng ta sẽ có so that hoặc là in order that. Cái này sẽ dịch là để mà. Chúng ta có cấu trúc này, mệnh đề 1 đã gọi là mệnh đề thì sẽ cái mệnh đề chỉ mục đích thì nó sẽ nối hai cái mệnh đề, đó là mệnh đề 1 và mệnh đề 2 bên này. Mệnh đề 1 cộng với so that hoặc là in order that cộng với chủ ngữ cộng với will hoặc là would hoặc là can hoặc là could cộng với động từ nguyên mẫu. Nếu đằng trước mệnh đề 1 là ở thì hiện tại thì chúng ta xài will hoặc can. Nếu mệnh đề 1 là ở thì quá khứ thì bên này chúng ta sẽ xài would hoặc là could. Được chưa? Would là quá khứ của will, could là quá khứ của can, nhớ chưa? Nếu có not thì thêm not vào sau những cái modal verb này thôi. Rồi ví dụ này, she called a taxi so that she could get to school on time. Cô ta đã gọi một cái xe taxi để mà cô ta có thể đến trường đúng giờ. Đây, so that sẽ kẹp giữa hai mệnh đề, đó là mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Mệnh đề 1 là cô ta gọi một chiếc taxi, mệnh đề 2 là cô ta có thể đi tới trường đúng giờ. Vậy lưu ý ở đây could là quá khứ cho nên chúng ta sẽ could, không phải can, ok. Rồi. Câu này có thể viết lại thành cụm từ chỉ mục đích như sau: she called a taxi to get to school on time. Chúng ta sẽ bỏ đi cái phần she và cái chữ she và chữ could thêm to vào. Hoặc là in order to get to school on time, hoặc là so as to get to school on time. Ok, vậy thì qua cái câu ngữ pháp này các bạn phải chuyển được giữa hai cái loại mệnh đề chỉ mục đích và cụm từ chỉ mục đích. Ok, rồi chúng ta vào bài học một chút xíu nha. Nào, unit 9, một khóa học sơ cứu này. Bây giờ hãy làm việc với bạn của bạn, và trong những trường hợp sau đây thì bạn sẽ làm cái gì nào? Những bức tranh cho đây có thể giúp bạn. Câu đầu tiên, một cô gái mà bị bỏng trên cánh tay, chúng ta sẽ làm cái gì? I'll you call water to ease the pain, then take her to the nearest hospital. Tôi sẽ sử dụng nước lạnh để mà làm giảm vết thương, sau đó đưa cô ta tới bệnh viện gần nhất. Ok. Câu số 2, một cậu bé mà bị đứt chân. Wash the cut. Tôi sẽ rửa vết cắt với cái chất khử trùng đó, sau đó tôi sẽ băng nó lại. Câu số 3, một cô gái mà bị chảy máu mũi thì làm gì? Tôi sẽ để cô ta nằm duỗi thẳng này. Một cậu bé mà bị ong đốt thì tôi sẽ lấy chanh mà trà lên cái vết ong đốt. Rồi ok. Dịch này. Y tá và Lan đang nói chuyện nhé. Y tá bảo đây là bệnh viện Bạch Mai đây. Lan bảo sao? Đây là trường hợp khẩn cấp hay là trường hợp cấp cứu? Làm ơn hãy gửi một xe cứu thương tới trường Quang Trung, một học sinh bị thương. Y tá bảo là bình tĩnh nào, cô có thể nói cho tôi chuyện gì xảy ra không? Lan bảo sao này, cô ấy bị té xe đạp và bị đập đầu đập xuống đường.
À, cô ấy còn tỉnh táo không? Có, nhưng mà đầu cô ta bị một vết cắt rất là tệ và nó đang chảy máu. Rồi y tá bảo là sao hãy dừng, hãy cố gắng cầm máu, sử dụng cái khăn tắm hoặc là khăn tay để quấn hay là phủ vào vết thương, sau đó hãy nhấn nó xuống, đè nó xuống đó, hãy giữ nó chặt này. Cô sẽ nhanh chứ, làm ơn. Tất nhiên rồi, địa chỉ của trường ở đâu? Ngô Sĩ Liên, đường lộ Ngô Sĩ Liên, nó ở giữa đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo. Xe cứu thương sẽ đến đó trong vòng 10 phút. Cô ấy phải không được ngủ quê ngủ nhé. Được rồi, tôi hứa tôi sẽ làm cho cô ta thức. Đấy. Cái phần speak thì chú ý về cái phần yêu cầu, đề nghị và hứa hẹn. Yêu cầu là can hoặc là could you hoặc là will you, would you. Đề nghị là would you like, what can I get for you, tôi có thể làm gì cho bạn, shall I, can I get you cái gì đấy. Hứa là tôi sẽ, I will, I promise out, I promise you. Đấy, đấy là hứa nha. Rồi, phần nghe. Ambulance đó là xe cứu thương, crutch là cái nạng này, scale là cái cân, stretcher là cái cáng, wheelchair là cái xe đẩy, iTrack là bảng đo thị lực. Rồi chúng ta dịch qua phần này, chúng ta sang phần bài tập nhé. Rồi. Rồi, trường hợp này, bên này là trường hợp, bên này là sơ cứu. Rồi, đây là bị ngất xỉu. Hãy đặt nạn nhân nằm thẳng này. Đừng ép nạn nhân ngồi hoặc đứng lên. Hãy nâng chân nạn nhân lên hoặc hạ đầu thấp hơn tim. Đừng để nạn nhân bị lạnh. Cho nạn nhân một ly trà khi mà người ta tỉnh dậy rồi bị sốc này. Đừng có ủ nóng nạn nhân bằng chăn hoặc áo ấm. Đừng cho nạn nhân ăn cái hoặc là uống cái gì. Đừng cho nạn nhân uống thuốc hoặc đồ có cồn. Rồi bị bỏng này, hãy làm lạnh vết bỏng ngay tức khắc để mà làm giảm thiểu sự mô bị hủy hoại, cái lượng mô bị hủy hoại. Để vết bỏng dưới vòi nước lạnh nếu được, làm dịu vết bỏng bằng nước đá hay túi chườm lạnh. Hãy phủ lên vết bỏng lớp băng dày tiệt trùng. Đó, chưa? Rồi chúng ta qua bài làm một xíu nhé. Ta qua bài học một xíu này. Đây, nối này ha. Bandage là băng cá nhân, ambulance là xe cứu thương, concert tỉnh táo, first aid khoa học sơ cứu, stretcher cái kháng này, crutch là cái nạng này, handkerchief khăn tay và scale là cái cần. Tỉnh táo, thức dậy tỉnh táo hoặc có thể nhìn nghe và nghĩ là conscious. Một là với C, hai một cái gậy mà đặt dưới cánh tay để mà giúp người ta người mà khó khăn trong việc đi lại, đó là cái cáng là crutch, cái nạng, quên cái nạng chứ. Rồi hãy chữa trị trước khi cho người bị thương mà trước khi bác sĩ đến, thế là sơ cứu là D. Câu 4, một cái xe cộ, một cái thiết bị xe cộ mà dùng để chở người ốm hoặc người bị thương tới bệnh viện, chắc chắn là ambulance rồi. Một cái miếng dài, vải dài sử dụng để quấn vòng quanh bảo vệ vết thương, băng gạc đúng không? Là câu A. Câu 6 nào, một cái dụng cụ sử dụng đo cân nặng của một thứ nào đó, câu dụng là cái cân. Câu 7, một cái miếng nhỏ, miếng vải nhỏ, miếng giấy nhỏ sử dụng để mà lau mặt, lau mũi gì đó thì là khăn tay rồi. Câu 8, một cái loại giường sử dụng để mang người ốm hoặc người bị thương là cái cáng ha, cái cáng là gì, là stretcher. Rồi xong đây. Cô ta ngất xỉu nhưng mà rượu sớm làm cho cô ta tỉnh lại. Những cái thuốc đó có thể làm giảm đau lưng. Sau 15 phút thì một cái xe cứu thương đến và cô ta được đưa tới bệnh viện. Mẹ cô ta bắt cô ta nằm trên giường cả ngày hôm qua, đừng có nâng đầu cao hơn chân. Vết thương thì đang chảy máu. Vết thương đang chảy máu. Làm ơn hãy đưa cho tôi băng gạc. Bạn có thể giảm thiểu sự xâm hại của mô. Bác sĩ tiêm penicillin vào tay tôi. Bạn nên sử dụng khăn tắm hoặc khăn tay để phủ vào vết thương. Họ luôn luôn tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật trước khi phẫu thuật. Chưa? Rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Làm bài tập về phần ngữ pháp của chúng ta, bao gồm có phần thì tương lai, bao gồm có mệnh đề, chỉ mục đích, cụm từ chỉ mục đích, câu yêu cầu, đề nghị, lời hứa. Rồi, goodbye, see you again.